Nhưng chưa bao giờ anh chủ nhà dám show toàn bộ cái hợp đồng một cách công khai. Vậy lý do là gì các bạn? Anh nên nhớ rằng trong hợp đồng này anh không phải là chủ sở hữu kênh. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Thì những ngày qua mọi người đều quan tâm đến một cái vấn đề, đó là hợp đồng hợp tác phát triển kênh YouTube giữa Lộc Phụ Hồ và một cái anh tên là anh chủ nhà, và người có liên quan là bé Thủy. Thì như hai video lần trước Phúc đã có chia sẻ là Phúc đã kết nối được với Lộc Phụ Hồ và sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý cho Lộc Phụ Hồ. Và với tư cách là một người hiểu biết về pháp luật thì Phúc sẽ đứng ở trung gian để mà có một cái nhìn nhận khách quan về cái hợp đồng pháp lý này để xem như thế nào. Cái điều đầu tiên mà Phúc đánh giá về Lộc Phụ Hồ là Lộc Phụ Hồ rất là đúng giờ, tại vì Lộc Phụ Hồ đã gửi cho Phúc một cái bản hợp đồng ngay trong tối ngày hôm qua, và cả đêm ngày hôm qua Phúc đã phải ngồi xem cái hợp đồng và tìm ra những cái điều mà chúng ta cần phải phân tích trong cái hợp đồng này. Và mọi người biết không, đây là lần đầu tiên mà Phúc tiếp xúc trực tiếp với Lộc Phụ Hồ qua một cái cuộc điện thoại nó dài hơn khoảng 30 phút. Và mình đã có những rất là nhiều cái câu hỏi để mà trao đổi với Lộc Phụ Hồ để hiểu rõ hơn về cái câu chuyện này, bên cạnh đó hiểu rõ hơn về cái hồ sơ. Và dĩ nhiên là các bạn đừng có thắc mắc là Phúc có khách quan hay không, bởi vì Phúc đã xem những cái video khác nhau của anh chủ nhà. Trong những cái video của anh chủ nhà đều nhắc đến cái hợp đồng nhưng chưa bao giờ show cái bản hợp đồng đó ra. Vậy cái bản hợp đồng đó nó có nội dung như thế nào và có những điều khoản gì mà anh chủ nhà luôn luôn bảo rằng ảnh có bản quyền hình ảnh đối với Lộc Phụ Hồ, thì ngày hôm nay trong video này Phúc sẽ phân tích kỹ cho mọi người về vấn đề đó. Rồi, hiện tại là trên tay của Phúc là một cái bản hợp đồng mà do Lộc Phụ Hồ cung cấp cho Phúc, thì gửi trực tiếp qua Zalo thôi. Và Phúc sẽ không có gọi là show hết toàn bộ cái bản hợp đồng này ở trên cái video này được, vì một số lý do để bảo vệ quyền lợi của Lộc Phụ Hồ. Cho nên là mình sẽ gọi là đọc cho các bạn và phân tích những cái điều khoản cho các bạn. Thì cái bản hợp đồng đó đây, rõ ràng, chính xác nè các bạn, thấy không? Rồi đây, các bạn thấy chính xác không? Bản hợp đồng là do Lộc Phụ Hồ gửi cho Phúc, và Phúc sẽ chụp lại một cái đoạn để cho mọi người có sự tin tưởng là Phúc đã trực tiếp liên hệ với Lộc Phụ Hồ. Chúng ta sẽ vào một cái vấn đề đầu tiên, đó là về cái hợp đồng này. Về mặt hình thức nha, thì hợp đồng này là bằng văn bản, dĩ nhiên là bằng văn bản rồi, và nó sẽ gồm là 3 trang và 7 điều, có chữ ký của hai bên và người làm chứng luôn các bạn. Và một vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra là nếu như cái bản hợp đồng của Lộc Phụ Hồ cung cấp cho Phúc với cái bản hợp đồng mà anh chủ nhà đang giữ là một, không có tranh chấp gì hết, thì những cái nội dung sau đây sẽ là một cái vấn đề rất cực lớn mà chúng ta cần phải quan tâm. Hợp đồng này á, là nó sự hợp tác giữa anh chủ nhà tên là Găm và Lộc Phụ Hồ, không liên quan gì đến network nha các bạn. Có nghĩa là Lộc không ký kết hay hợp tác với bất kỳ một network khác, mà Lộc chỉ ký kết và hợp tác với anh Găm, hay còn gọi là anh chủ nhà thôi. Và cái bản hợp đồng này nó rất là sơ sài các bạn. Nó có những cái điều khoản mà Phúc không tưởng là một người làm hợp đồng có thể làm được một cái hợp đồng mà nó phi lý như vậy. Rồi, tiếp theo đó thì anh chủ nhà có đề cập đến vấn đề là việc tham gia net và trả phí 10%. Thì Phúc cũng chia sẻ cho mọi người là Lộc Phụ Hồ hợp tác với anh chủ nhà thông qua một cái điều khoản như sau, là anh chủ nhà và Lộc sẽ góp vốn bằng chi phí sản xuất, mỗi bên sẽ chịu 50% chi phí sản xuất nội dung video của Lộc. Anh chủ nhà sẽ góp vốn đầu tư ban đầu là 39 triệu cho thiết bị quay bao gồm một iPhone X 35.990.000 đồng, một cây gậy chống rung và 3 triệu tiền mặt chi phí hỗ trợ. Và trong hợp đồng này có đề cập đến một vấn đề là Lộc Phụ Hồ hiện đang là chủ sở hữu của hai kênh YouTube. Hai kênh YouTube đó là bao gồm là Lộc Phụ Hồ Vlog và Lộc Phụ Hồ TV, và có bắt cái đường link trong cái hợp đồng này luôn. Đó. Thì trong cái câu chuyện này anh chủ nhà có nói là anh đã ăn chia là 40-60% đối với cái hợp đồng này, tức là sau khi mà một cái video nào đó đăng tải trên cái kênh YouTube này và nó phát sinh được lợi nhuận thì Lộc Phụ Hồ sẽ nhận được 60% và 40% là của anh chủ nhà. Và anh chủ nhà sử dụng 40% như sau: 10% anh chủ nhà chuyển cho network và 30% còn lại là anh chủ nhà giữ lại chia cho những anh em của mình gì đó. Thì đặt một vấn đề là anh chủ nhà có chia cho network được hay không, và network đó là network gì, thì Phúc đang rất là thắc mắc cái network đứng đằng sau là network gì, cho nên là chúng ta cần phải tìm hiểu rõ về cái chỗ network này. Và thêm một cái nữa, đó là trong cái hợp đồng này các bạn, chúng ta sẽ đặt hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là nếu như Lộc đồng ý tham gia vào net và có ký một cái văn bản nào đó thì chúng ta phải xem xét cái nội dung văn bản. Nhưng mà theo như những cái lời mà Lộc cung cấp cho Phúc và những cái bằng chứng mà Lộc chuyển cho Phúc á, thì chỉ có một cái văn bản là cái hợp đồng là Lộc mới ký thôi. Lộc không ký bất kỳ một cái văn bản nào khác ngoài cái hợp đồng này. Do đó chúng ta có thể loại bỏ cái trường hợp này. Trường hợp thứ hai là Lộc biết
là anh chủ nhà sẽ tham gia vào Net nhưng không có thỏa thuận thì sự hợp tác với Net chỉ là sự thúc đẩy phát triển kênh và chia phần trăm, không ảnh hưởng đến quyền sở hữu của kênh của Lộc. Có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là Lộc chỉ giao kết với anh chủ nhà thôi và ăn chia lợi nhuận của anh chủ nhà. Còn việc anh chủ nhà giao kết với Net như thế nào, ăn chia như thế nào, đó là câu chuyện của anh chủ nhà và cái kênh và cái network đó. Lộc không có dính líu gì hết và Lộc cũng không có cái quyền hay nghĩa vụ gì đối với Net hết trơn. Và bàn thêm cho các bạn về cái hợp đồng này thì do là ký là tư cách của cá nhân là giữa anh chủ nhà với Lộc, cho nên đây là một cái giao dịch dân sự thông thường và nó sẽ chịu sự điều chỉnh của bộ luật dân sự năm 2015 mà không phải chịu sự điều chỉnh của luật thương mại. Đối tượng của cái hợp đồng này là hai cái kênh YouTube và với mục đích là phát triển cái kênh YouTube này. Về bản chất thì đây là một cái hợp đồng song vụ, có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là cả hai bên đều có quyền và nghĩa vụ với nhau. Bên này phải có quyền với bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với bên kia và ngược lại bên kia nó cũng phải có trách nhiệm như vậy. Thì mọi người đều quan tâm đến một cái vấn đề là trong hợp đồng này nó có quy định về cái quyền sở hữu cái kênh YouTube khi mà hai bên hợp tác hay không? Không hề có các bạn. Bởi vì sao? Mục đích của nó chỉ là ăn chia lợi nhuận từ cái kênh YouTube này thôi, chứ nó không có xác lập cái quyền sở hữu sau khi mà hai bên hợp tác. Do đó cái tính đồng sở hữu trong cái kênh này là hầu như không có trong cái hợp đồng. Đó là vấn đề mà Phúc muốn mọi người hiểu. Và bây giờ sẽ có một cái số nhận định về cái hợp đồng này nha. Thứ nhất, về cái hợp đồng này thì chắc chắn là có giá trị pháp lý rồi, bởi vì hợp đồng này nó thuộc dạng là không cần phải công chứng. Nếu như hồi trước đó vào thời điểm năm 2005 thì đối với cái hợp đồng hợp tác này thì các bạn phải công chứng ở ủy ban nhân dân cấp xã, phường, địa phương hoặc là văn phòng công chứng nào đó. Nhưng kể từ khi mà bộ luật dân sự năm 2015 ra đời thì cái việc mà công chứng đó nó không còn được quy định nữa. Có nghĩa là bạn chỉ cần ký kết với nhau, cam kết, xác nhận nội dung như nhau thôi thì nó sẽ có giá trị pháp lý. Thì cái hợp đồng này về cơ bản là có giá trị pháp lý nha các bạn. Nhưng nó không có giá trị ràng buộc. Nó không có giá trị ràng buộc ở rất là nhiều điểm nha các bạn. Bởi vì theo quy định tại điều 2 của cái hợp đồng này là thời hạn hợp đồng có ghi là thời hạn vĩnh viễn. Nhưng tại điều 7.1 của hợp đồng này thì hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nằm trong cái điều 2. Trường hợp thứ hai là do các quy định của pháp luật khác có liên quan nếu có quy định. Đó. Thì các bạn sẽ nghĩ đến một cái trường hợp là điều 2 đề cập đến trường hợp là thời hạn hợp đồng vĩnh viễn, không có đề cập đến cái trường hợp là phải chấm dứt khi nào hay là hợp đồng sẽ kết thúc khi nào hết các bạn. Không có đề cập. Nhưng điều 7 lại viện dẫn đến điều 2. Đó là một cái điều thật sự rất là mơ hồ và nó không rõ ràng và nó cũng sẽ không có giá trị đâu các bạn. Và trong cái điều 7.1 này nó cũng đã nói đến một cái trường hợp là sẽ được chấm dứt khi mà theo các quy định của pháp luật của nhà nước. Thì đây chính là một cái điểm có lợi cho Lộc Phù Hồ rất là nhiều. Căn cứ vào điều 422 khoản 4 của bộ luật dân sự năm 2015 thì nói về những cái trường hợp mà đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và tiếp theo đó là điều 428 của cái bộ luật dân sự này luôn, là những nó liệt kê cái trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau: một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại cho bên kia khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Thì ở đây Phúc khẳng định rằng Lộc có một cái quyền là đơn phương chấm dứt hợp đồng này. Do đó cái thời hạn vĩnh viễn nó chỉ là thời hạn cho vui đó các bạn. Thông thường người ta thời hạn vĩnh viễn là người ta được xác định như là vô thời hạn, hoặc là các bên không xác định thời hạn với nhau, rồi khi nào làm mà không còn làm chung với nhau nữa thì quyết định là thỏa thuận nhau chấm dứt. Thì trong trường hợp này Lộc hoàn toàn được cái quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác này, bởi vì lý do sau đây. Theo như một số mà thông tin mà Phúc thu thập được là khi mà Lộc làm những video trong dạo gần đây thì cái phí chi phí sản xuất 50% mà Lộc nhắn tin cho anh chủ nhà để anh chủ nhà chuyển cái chi phí đó để Lộc sản xuất video thì anh chủ nhà lấy rất là nhiều lý do rằng là hết tiền rồi, không có tiền này kia, anh phụ âm và anh chủ nhà không có cung cấp cái chi phí sản xuất đó cho Lộc. Do đó Lộc không có đủ khả năng để mà Lộc sản xuất những video tiếp theo, bởi vì Lộc đã sử dụng cái tiền mà Lộc làm YouTube từ trước đến giờ để xây nhà các kiểu. Và mỗi lần nào Lộc làm video mặc dù biết những cái video đó là diễn xuất nhưng mà nó cũng có sự đầu tư về tiền bạc, thuê người rồi mua dụng cụ này mua dụng cụ kia. Thì như trước đây thì cả hai bên đều hợp tác là 50% và 50% chi phí sản xuất, nhưng dạo gần đây thì cái vấn đề đó nó không còn được mượt mà nữa. Như vậy chúng ta có thể đặt một cái vấn đề chỗ này là anh chủ nhà không đưa chi phí sản xuất cho Lộc, làm cho Lộc không thể nào thực hiện được những video mà Lộc mong muốn và theo tiến độ của các bên được. Có nghĩa là anh chủ nhà đang có vi phạm về cái quyền và nghĩa vụ trong cái hợp đồng này. Bởi vì sao? Bởi vì tại điều 4 thì quyền và nghĩa vụ của bên A có quy định như sau: bên A sẽ chịu trách nhiệm 50% chi phí sản xuất video và có trách nhiệm tư vấn cho bên B trong quá trình hoạt động kênh YouTube.
được hưởng 40% doanh thu của hai kênh sau thuế và độc quyền hình ảnh của Lộc Phụ Hồ trên YouTube. Thì các bạn hình dung nha, là trong cái phần này nói là anh chủ nhà sẽ phải bỏ ra 50% chi phí sản xuất để cho Lộc Phụ Hồ làm video, nhưng mà bây giờ anh không thực hiện quyền đó, có nghĩa là anh đang vi phạm rồi. Mà khi anh vi phạm thì đó là một cái sự vi phạm nghiêm trọng các bạn, bởi vì chính anh không đưa những cái chi phí sản xuất đó thì làm sao mà tôi có thể sản xuất những video theo đúng như tiến độ và theo như những cái kế hoạch mà các bên đã đề ra được. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải tự bỏ tiền túi ra đúng không? Đó là anh đã vi phạm cái nghĩa vụ của anh về cái trường hợp này. Đó là một cái điểm mà có lợi cho Lộc Phụ Hồ. Từ đó dẫn đến việc Lộc Phụ Hồ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng này và chỉ cần thông báo ngay cho bên anh chủ nhà biết. Như vậy là được. Và cách mà để Lộc Phụ Hồ chấm dứt hợp đồng này rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần có một cái thông báo và gửi cho bên anh chủ nhà biết. Hoặc gửi qua đường bưu điện, hoặc là gửi trực tiếp qua Zalo, hoặc là chụp đi cái bản có ký tên đó gửi qua Zalo. Mà thông thường thì nên gửi hết tất cả để tránh trường hợp mà nhận rồi lại bảo là không nhận. Hậu quả của cái việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này chúng ta sẽ bàn ở một cái video khác. Rồi, vấn đề thứ ba, đó là vấn đề về quyền sở hữu của kênh YouTube. Như hồi nãy mình có đề cập đến các bạn là về cái việc là hợp tác này nó chỉ là hợp tác phát triển kênh YouTube thôi, và nó không đề cập đến một cái quyền là được đồng sở hữu hay là chủ sở hữu của kênh khi các bên hợp tác với nhau trong cái hợp đồng này, không hề có. Thì Lộc vẫn là chủ sở hữu của cái kênh này, và trong hợp đồng nó không có bất kỳ điều khoản nào thể hiện rằng anh chủ nhà được quyền đồng sở hữu cái kênh YouTube của Lộc cả. Và tư cách ở đây là tư cách giữa các bên, là hai bên hợp tác với nhau dựa trên cái nền tảng sẵn có của Lộc, và các bên là đổ nội dung vào để phát triển và ăn chia lợi nhuận dựa trên cái kênh đó thôi. Về cái kênh này là ngay từ ban đầu là do Lộc tạo lập ra bằng Gmail của Lộc luôn, và khi mà anh chủ nhà đề nghị hợp tác với Lộc á thì các bên có phân chia với nhau là sẽ góp sức, góp tiền với nhau. Thì về phía bên Lộc á, Lộc sẽ là cái người mà góp sức và sản xuất video ra, còn về phía mà bên còn lại á là anh chủ nhà thì sẽ góp chi phí sản xuất và hỗ trợ tư vấn định hướng gì đó vân vân. Và cũng như hồi nãy Phúc có đề cập đến một cái trường hợp là các bên sẽ chia cái chi phí sản xuất với nhau 50-50 gì đó các bạn, thì có thể khẳng định rằng ở đây á là anh chủ nhà không có cùng tạo lập cái kênh này mà chỉ là cùng phát triển cái kênh này thôi, nếu có nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta cần phải minh chứng rằng trong quá trình thực hiện cái hợp đồng hợp tác này thì anh chủ nhà đã làm những cái biện pháp gì để cho giúp kênh phát triển, hay là để cho kênh tự bơi, để cho Lộc Phụ Hồ tự làm và cộng đồng ủng hộ Lộc thôi. Có được dùng biện pháp nào hay không thì chúng ta cần phải làm rõ và vạch ra được những cái bằng chứng đó để chứng minh rằng anh hợp tác với tôi là anh đã có những cái động thái hợp tác như là chăm sóc kênh, phát triển kênh này các bạn. Bởi vì các bạn biết không, khi mà các bạn ký hợp đồng với một cái người nào mà hợp tác phát triển kênh của bạn như vậy á, thì người ta phải có chuyên môn về việc chăm sóc kênh. Anh Lộc Phụ Hồ á, người ta đã sản xuất ra video rồi, khi chuyển cái video đó lên trên kênh YouTube á thì người ta phải tối ưu hóa rất là nhiều chỉ số và những cái tiêu đề chăm sóc cái kênh, và làm cho cái kênh mà mình trở nên gọi là sâu sồi nhất và được đề xuất của YouTube nhất trong một cái khoảng thời gian nhất định. Nhưng hiện nay thì Phúc vào cái kênh này, một lần nữa Phúc khẳng định là cái kênh này nó chưa được tối ưu hóa hoàn toàn, thì không biết là anh chủ nhà này có kiến thức về việc tối ưu hóa kênh hay không, hay anh chỉ đang dựa hơi vào một cái gì đó, vào network của anh mà anh cho là anh có tham gia network gì đó. Thì nếu như mà anh chủ nhà có những cái bằng chứng này thì anh cứ show ra hết để cho mà mọi người nắm rõ và mọi người hiểu hơn. Và khi mà anh show ra những cái bằng chứng này thì tốt nhất á, anh nên show ra một cách gọi là thẳng thừng chứ không phải qua lời nói nữa. Phải có bằng chứng rõ ràng thể hiện bằng văn bản hay là bằng hình ảnh gì đó, anh nên show ra thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, tiếp theo là về vấn đề thứ tư, là vấn đề về chấm dứt hợp đồng hợp tác này. Giống như hồi nãy Phúc nói thôi, thì chúng ta sẽ có hai cái trường hợp chấm dứt hợp đồng hợp tác này. Trường hợp thứ nhất là các bên thỏa thuận với nhau, trường hợp thứ hai là Lộc Phụ Hồ tự đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì trong cái điều 512 của Bộ luật Dân sự năm 2015 về các trường hợp chấm dứt hợp đồng hợp tác á, thì trong đó có hai cái trường hợp như Phúc nói là theo thỏa thuận, và trường hợp thứ hai là trường hợp là có các quy định khác của pháp luật liên quan đến cái vụ việc này. Thì các quy định khác ở đây được, thì các trường hợp khác ở đây có thể được hiểu là cái trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy định tại điều 428 mà hồi nãy Phúc đề cập ở trên. Mọi người có thể tua lại cái phần đó. Rồi, thì khi mà chấm dứt cái hợp đồng hợp tác này thì các bên sẽ phải thanh toán nợ và phân chia lợi nhuận với nhau. Thì theo như Phúc cập nhật thông tin từ một cái số bạn và từ Lộc, thì hiện nay là cái tài khoản Google AdSense ở trên cái kênh YouTube của Lộc đã rút ra rồi, và kênh nó đã tạm tắt kiếm tiền. Và hiện tại thì doanh thu nó nhả về con số 0, nó chưa có chạy lại từ đầu. Thực ra nếu mà khi mà Lộc rút cái kênh này về á, Lộc tràn cái GA của mình Google AdSense vào đó, thì khi đó thì có khả năng là YouTube nó sẽ bật lại và nhả tiền lại cho Lộc. Nhưng mà cái câu chuyện đó là chúng ta sẽ bàn sau ha. Và theo như Lộc thông tin cho mình đó là cái doanh thu tại cái thời điểm mà các bên xảy ra tranh chấp á, trên cái kênh YouTube đó nó đã phát sinh là khoảng 400 đô. Cái đó là doanh thu ước tính, nhưng mà hiện tại nó nhả về số 0 và Lộc cũng không nhận được một cái khoản nào hết. Thì cái câu chuyện mà phân chia lợi nhuận sau khi mà chấm dứt cái hợp đồng này hoặc là thanh toán nợ á, thì các bên sẽ ngồi lại với nhau để thống nhất cái con số. Nhưng mà thông thường á nha các bạn,
Thông thường á, khi mà nó đã không phát sinh tiền rồi thì bây giờ Lộc cũng chẳng cần phải làm cái kênh đó để làm gì nữa. Lộc có thể bỏ cái kênh đó hoàn toàn và làm một cái kênh mới. Sẽ có một cái lượng fan ủng hộ cho Lộc và Lộc sẽ làm lại từ đầu với cái công sức của mình và với cái Google AdSense của mình, không cần phải thông qua ai hết. Rồi về thứ năm là về cái đảm bảo bí mật thông tin liên quan tới sản xuất kinh doanh. Là cái gì? Là cái gì? Không rõ ràng các bạn. Bởi vì sao không? Tại điều 6.3 của cái hợp đồng mà này á, nó có quy định một cái điều khoản nha. Mình sẽ đọc cái điều khoản đó lên cho bạn coi. Điều 6.3 có đề cập các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc, đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh. Chấm hết. Trong điều khoản này nó rất là mơ hồ nha các bạn. Nó không có rõ ràng là bí mật sản xuất kinh doanh hay là những thông tin liên quan đến bí mật sản xuất kinh doanh là cái gì. Anh quy định là ràng buộc là mọi trường hợp. Nhưng xin lỗi anh, khi mà anh quy định như vậy á, nó vừa có lợi cho anh mà nó vừa có hại cho anh. Bởi vì sao? Anh không có cái gì ràng buộc hết. Anh có thể chứng minh đó là liên quan đến bí mật sản xuất kinh doanh, nhưng tôi cũng có thể chứng minh ngược lại là nó không liên quan đến bí mật sản xuất kinh doanh. Và việc Lộc Phụ Hồ á quay một cái video khác trên một cái kênh khác, người ta đăng tải lên trên cái YouTube của nền tảng khác, hoặc là kiểu giống như là tự quay xong rồi tự tạo một cái kênh khác, thì nó cũng đâu có liên quan đến cái bí mật sản xuất kinh doanh gì đâu. Thì chúng ta không thể nào viện dẫn cái điều này để mà áp dụng cho cái trường hợp đó được. Và cũng không thể xem đó là một cái vi phạm được các bạn. Và hơn nữa chúng ta có một cái trường hợp, và hơn nữa các bạn cũng biết là Lộc Phụ Hồ có sử dụng cái kênh của mình để đăng những cái video công khai sự thật, thể hiện cái bày tỏ quan điểm của mình trước công chúng, và nhiều người cho rằng đây là một cái hành động diễn của Lộc. Nhưng mà thật sự là mình tiếp xúc với Lộc và mình khẳng định là Lộc không có diễn. Đây là những cái trải lòng của Lộc. Và dĩ nhiên là trong câu từ của Lộc khi mà truyền đạt ra bên ngoài á, thì cũng sẽ có những cái gọi là nó chưa trau chuốt lại, thì có khi là mọi người sẽ hiểu sai hướng đi. Nhưng mọi người phải tách biệt, tách độc lập ra những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là những cái video mà Lộc đăng tải trên kênh YouTube á, đúng thật là nó diễn thật, cái đó là nó diễn các bạn. Nhưng cái con người thật sự của Lộc, cách mà Lộc truyền tải và cách mà để mà Lộc chia sẻ với mọi người á, có khi đó không phải là diễn các bạn. Chúng ta không thể nào lấy cái những cái video mà đã làm cái đó để mà ép buộc vô cái nhân cách của Lộc được. Phúc là cái người mà trực tiếp liên hệ Lộc, thì bản thân Phúc á, là có nhắn tin với Lộc là 2 ngày liên tiếp. Ngày đầu tiên là Phúc tiếp cận Lộc, cạnh như những người khác thôi, thì Lộc cũng sẽ rất là đề phòng đối với những người mà tự nhiên ngỏ ý lời để mà giúp Lộc, trong khi là Phúc là một người xa lạ hoàn toàn đó. Nhưng Phúc cũng khẳng định với mọi người ngay từ đầu rồi, Phúc làm video này chắc chắn là bú phem rồi, nhưng Phúc có sự hỗ trợ và giúp Lộc thật sự dựa trên những kiến thức của Phúc, phân tích cái hợp đồng này ra cho Lộc một cái con đường đi nó đúng đắn, và cho cái sự việc này nó trở thành một cái gọi là một cái kết quả nó như mong muốn hơn, và các bên sẽ không còn phải tranh chấp hay là tố nhau qua trên mạng xã hội như thế này nữa. Và Phúc nhắn tin với Lộc cái ngày đầu tiên á, là Lộc đang ở một cái tỉnh khác, thì Lộc trả lời tin nhắn của Phúc nó cũng gọi là ngắn gọn, gãy gọn, xúc tích, giống như một cái cách của người dân giả thôi. Người ta không có châu chuốt cái từ ngữ là dạ em thưa, dạ anh thưa hay là gì hết, không có các bạn. Lộc trả lời đúng trọng tâm vô vấn đề. Thì ngay lần đầu tiên mình nhắn tin đó thì Phúc, bản thân Phúc cũng cảm thấy là trời ơi, nó nhắn tin như vậy mình cũng hơi khó chịu xíu đó, tại vì bản thân mình không thích với những cái kiểu cách mà trả lời gọi là ngắn gọn và gãy gọn như vậy. Nhưng càng về sau, khi mà càng nói chuyện với Lộc á, nhắn tin với Lộc xong và nói chuyện qua điện thoại với Lộc, thì Phúc mới hiểu được là cái con người này á, cái đó là sự dân giả của người ta, cái đó là sự chân thành của người ta, và cái đó là cái cách mà Lộc giao tiếp với mọi người hàng ngày. Bởi vì Lộc làm phụ hồ mà các bạn, một người phụ hồ làm công việc nặng nhọc như thế thì không có thể nào mà gọi là bắt người ta châu chút hoa văn như những người làm ở văn phòng, những người có học thức, những người có trí tuệ, hoặc là những người mà gọi là quá giỏi trong cái câu chuyện sử dụng ngôn ngữ của mình, không thể nào ép buộc được. Bởi vì cái đó là bản chất của Lộc, nhân cách của Lộc rồi, và Phúc đã dần dần thấm được cái nhân cách của Lộc, và Phúc tin tưởng vào cái con người này, tin tưởng vào nhân cách đó. Đó là những gì mà Lộc thể hiện ở bên ngoài với mọi người, Lộc đưa vào video đó, và cách Lộc trao đổi với Phúc về vấn đề này á, Lộc rất là gọi là thiện trí và lịch sự. Lộc luôn luôn cung cấp và hỗ trợ những cái thông tin mà Phúc khai thác từ Lộc để mà có thể chứng minh rằng trong cái bản hợp đồng này và có những điểm là có lợi cho Lộc, thì Phúc mới có thể giúp Lộc được. Và Lộc rất là open cái phần đó, và Phúc đánh giá là Lộc là một người khá là ok, đáng tin tưởng đó. Thì quay trở lại với cái vấn đề mà Lộc sử dụng những cái video đăng tải lên trên cái kênh YouTube kia, thì rõ ràng trong cái hợp đồng này á các bạn, không hề đề cập đến trường hợp là Lộc phụ hồ nội dung phải đăng tải như thế nào, không có. Thì bây giờ Lộc cũng làm video đó, Lộc đăng tải và Lộc chia sẻ câu chuyện của mình lên trên cái kênh YouTube đó, đâu có vi phạm gì hết đâu, không hề vi phạm các bạn. Video nó vẫn đăng lên đều đều và nó vẫn chạy tiền về, đúng không? Và anh chủ nhà cũng không thể nào sử dụng cái căn cứ tại điều 6.3 này để bảo là Lộc đã xâm phạm cái bí mật kinh doanh. Mà thật sự nói với các bạn là cái bí mật kinh doanh nó mơ hồ lắm các bạn. Các bạn muốn sử dụng cái điều khoản này thì các bạn phải nêu rõ ra các bạn nghĩ cái gì là bí mật kinh doanh trong cái hợp đồng đó, chứ không phải là các bạn ghi 4 cái chữ là bí mật kinh doanh là người ta xử cho các bạn đâu. Không có, phải rõ ràng ra
Chứ bây giờ anh ghi như vậy, anh ghi một cách chung chung như vậy, xong đó anh nói A, nói B, nói C vô là bí mật kinh doanh, tòa nào xử cho anh? Không có. Giả sử trong trường hợp cái tranh chấp này ra tòa đi, thì tòa cũng sẽ hỏi các bạn thôi, cũng sẽ hỏi là bí mật kinh doanh, bí mật liên quan kinh doanh là cái gì, mọi trường hợp là mọi trường hợp, trong trường hợp nào anh phải có một cái ấn định cụ thể chứ. Anh đâu có thể nào làm một cái hợp đồng mà anh rào giống như là rào toàn cầu như vậy. Tiếp theo là một cái vấn đề thứ 6 là vấn đề về hình ảnh bản quyền của Lộc. Thì bây giờ trong cái điều khoản tại điều 4 thì có một cái trường hợp là được hưởng 40% doanh thu của hai kênh Sau Thuế và độc quyền hình ảnh của Lộc trên YouTube. Thì như Phúc nói đó, anh sử dụng cái từ độc quyền, nhưng anh phải giải thích được là cái từ độc quyền trong cái hợp đồng này là cái gì bằng một cái văn bản cụ thể và các bên thỏa thuận với nhau. Chứ anh không thể nào nói là sử dụng độc quyền là anh không cho người khác khai thác hình ảnh của Lộc hay là đăng tải lên. Bởi vì các bạn hiểu không, khi mà cầm một cái hợp đồng hợp tác phát triển kênh YouTube á, đây là cái hợp đồng mẫu nha các bạn. Hợp đồng mẫu, và cái hợp đồng này là cái firm này là của bên Phúc và Network Điền Quân hay là Network Meetup, nó đều có một cái bản hợp đồng nó tương đương như vậy. Và người ta độc quyền sử dụng hình ảnh là trong trường hợp nào các bạn? Là trong trường hợp các bạn làm ở kênh YouTube đó, những cái sản phẩm đăng tải lên trên kênh YouTube đó, thì Lộc không được re-up lại những cái video đó lên trên các nền tảng khác, là những cái kênh do Lộc tự tạo hoặc là những cái kênh khác để mà gọi là kiếm tiền từ những cái video mà các bên đã hợp tác với nhau mà không được sự đồng ý của anh chủ nhà, thì cái đó ok. Nhưng anh bảo là độc quyền hình ảnh, thì bây giờ tôi sẽ hỏi anh nè, anh độc quyền hình ảnh nhưng mà anh có trả thù lao cho người ta không? Bởi vì sao? Bởi vì theo quy định tại điều 32 á của cái bộ luật dân sự năm 2015 á, thì khi mà bạn sử dụng hình ảnh của người ta thì bạn phải xin phép người ta. Đó, có nghĩa là bây giờ tôi muốn sử dụng hình ảnh của Lộc thì phải xin phép Lộc, Lộc cho phép thì tôi mới được sử dụng. Còn nếu mà tôi sử dụng mà vì mục đích thương mại gì đó thì tôi phải trả thù lao cho Lộc. Và bản thân Lộc cũng có những cái quyền nhất định là nếu mà Lộc không thích thì Lộc yêu cầu gỡ. Cái đó là quyền của Lộc, bởi vì cái quyền hình ảnh là cái quyền nhân thân của người ta các bạn. Cái quyền nhân thân của người ta. Do đó là khi mà các bạn đưa ra một cái điều khoản để hạn chế cái quyền nhân thân người ta thì sẽ có một bất lợi cho bạn. Có khi cái điều khoản này nó sẽ trở thành vô hiệu đó các bạn. Và trong cái hợp đồng này là anh độc quyền về hình ảnh của Lộc, thì tôi muốn hỏi là anh có trả thù lao cho Lộc chưa? Bởi vì nếu như mà các bạn ký hợp đồng với một ca sĩ hoặc là những viên đó độc quyền thì các bạn phải trả thù lao cho người ta hàng tháng, đúng không? Còn này, hợp đồng bản chất của anh là hợp đồng phát triển kênh YouTube, thì không thể nào anh bỏ cái điều khoản vào là anh độc quyền hình ảnh của người ta và anh không cho người ta một cái con đường là được sử dụng, được đi diễn chỗ này, được đi diễn chỗ kia, hoặc là quay video này, quay video kia trên các kênh khác. Không phải các bạn. Chừng nào anh quy định, anh ghi rõ ràng như vậy đi và Lộc đồng ý thì ok. Còn bây giờ anh ghi một cách chung chung như vậy thì tôi đặt một cái dấu chấm hỏi cho anh là như vậy. Và anh nên nhớ nha, anh độc quyền hình ảnh của người ta thì phải có thù lao. Còn anh không có thù lao á thì không ai xử cho anh đâu. Với những cái điều khoản này là phi lý. Tôi tin rằng với những cái điều khoản này khi mà ra tòa á các bạn, thì tòa cũng sẽ không thể nào mà gọi là bên anh hoàn toàn được đâu, anh chủ nhà. Trên đây là 6 cái vấn đề mà Phúc đã phân tích dựa trên cái hợp đồng mà Lộc phù hợp cung cấp cho Phúc. Thì Phúc có một cái câu hỏi muốn hỏi cả nhà mình thôi. Anh chủ nhà liên tục có những video chia sẻ góc nhìn của ảnh, phân tích những vấn đề của ảnh và đưa ra những cái giả thuyết là Lộc phù hồ diễn, rồi Lộc phù hồ giống ơn bội nghĩa, hay là những cái hợp đồng đó nó có, ảnh có cái quyền này, ảnh có quyền kia, nhưng chưa bao giờ anh chủ nhà dám show toàn bộ cái hợp đồng một cách công khai. Vậy lý do là gì các bạn? Có phải chăng cái hợp đồng của anh chủ nhà chỉ có 7 điều khoản đơn giản như Phúc vừa nói, và nó cũng không có bất kỳ một cái sự ràng buộc nào cụ thể và có giá trị pháp lý hẳn hoi, cho nên ảnh không dám đưa ra? Và nếu như mà anh chủ nhà có xem được video clip này á, anh dám công khai cái bản hợp đồng mà anh đang giữ ra, thì bản thân Phúc cũng sẽ là cái người thay Lộc công khai cái bản hợp đồng mà Phúc đang giữ, và khán giả sẽ là người xem xét rằng hai cái bản hợp đồng này có giống nhau hay không. Và nếu như hai bản hợp đồng này giống nhau thì những lời mà Phúc phân tích khi nãy sẽ có giá trị pháp lý và trở thành hiện thực. Anh nên nhớ rằng trong hợp đồng này anh không phải là chủ sở hữu kênh. Và các bạn biết không, cả đêm hôm qua mình đã trao đổi với Lộc rất là nhiều, và Lộc đã show ra rất là nhiều tin nhắn, nhiều bằng chứng mà anh chủ nhà đã nhắn cho Lộc. Và thật sự á, Lộc đang rơi vào cái trạng thái là lo lắng thôi. Lo lắng câu chuyện là không biết là anh chủ nhà có sử dụng những cái biện pháp mà gọi là biện pháp đen để mà hăm dọa, đe dọa Lộc hay không. Và các bạn biết không, trong cái nội dung tin nhắn đó thì Phúc đọc được có một cái dòng là anh chủ nhà muốn lấy cái kênh 1 triệu subscribe đó để mọi chuyện đều êm đẹp và sẽ khôi phục lại cái kênh Kim Thủy Official cho Lộc. Các bạn hình dung nha, một cái kênh 1 triệu subscribe nó đã phát triển và nó đã có thể kiếm tiền được rồi, đúng không? Kiếm tiền không ít đâu các bạn. Đó, nhưng anh chủ nhà lùm xùm lùm beng đăng tải rất là nhiều video lên trên mạng xã hội. Mục đích đầu tiên là ảnh câu fan và câu view, dựa vào cái tên tuổi của Lộc, dựa vào cái sự ủng hộ của fan của Lộc
để mà ảnh có được lượng người xem về cái kênh của ảnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thông qua việc này có thể ảnh mong muốn rằng ảnh sẽ lấy cái kênh này và các bên chấm dứt hợp đồng, xem như xong ảnh có được cái quyền của ảnh và Lộc phải bắt đầu lại từ đầu, đúng không? Thật ra dưới góc nhìn của Phúc nha, trong sự việc này giữa Lộc phụ hồ, Thủy và anh chủ nhà thì Lộc là người đáng thương nhất. Bởi vì sao? Lộc là người đã dành rất là nhiều tâm huyết cho cái kênh này, phát triển kênh này, đổ nội dung vào. Mặc dù những cái nội dung đó nó chỉ là troll và diễn bình thường thôi, với những cái khán giả mà khó tính thì người ta cũng sẽ ít khi xem. Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, công việc trước đây của Lộc và hiện tại cũng đang làm đó là làm phụ hồ. Và khi mà Lộc bắt đầu làm cái kênh YouTube này, nó đạt được khoảng 200.000 mấy subscribe đó. Lúc đó Lộc chưa có nghĩ đến cái câu chuyện là lấy tiền từ YouTube đâu, bởi vì Lộc không biết cái gì về Google AdSense, không biết cái gì về kiếm tiền hết trơn á. Phúc đã hỏi rất là nhiều câu hỏi và test Lộc trong cả đêm hôm qua để biết được rằng là Lộc có hiểu về YouTube hay không. Và thật sự là Lộc không hiểu gì hết. Lộc chỉ biết là làm video, đăng video lên và lãnh tiền từ anh chủ nhà thôi. Đó, xin lỗi các bạn, với Phúc nha, Phúc là người làm về YouTube cho nên là Phúc hiểu rõ là YouTube nó có những cái vấn đề gì, những cái khoản chi phí như thế nào và chúng ta cần phải làm gì để lấy tiền từ YouTube. Nhưng là phù hợp không hề biết điều đó. Là phù hợp chỉ là nghĩ nội dung nào thì làm nội dung đó, rồi xong mà bắt đầu đổ tiền cho nội dung đó, đăng tải lên thôi. Còn về doanh thu á, YouTube sẽ là người chuyển trực tiếp vào cái Google AdSense của anh chủ nhà. Đó, tới đây thì các bạn hiểu được cái câu chuyện rồi đúng không? Và một người như Lộc á, phải bỏ bê cái công việc của mình phụ hồ đó để làm theo YouTube, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng á, Lộc ham tiền kiếm tiền. Thật sự, tiền mà ai không ham các bạn. Nhưng Lộc làm cái YouTube là bằng cái tâm của mình, là dồn hết công sức, dồn ý tưởng của mình làm video. Quay video đâu có dễ đâu các bạn. Bây giờ mình đang quay một cái chiếc video như này á, là mình phải sử dụng rất là nhiều ekip của bên mình nè. Rồi mình phải lên ý tưởng nè, mình phải nghiên cứu. Và Lộc cũng như vậy các bạn, chứ không phải là vô là nói sàm sàm với nhau đâu. Quay video là phải có một cái sự sáng tạo. Sự sáng tạo đó được đánh giá như thế nào là dựa vào khán giả nữa. Nhưng có một điều mà chúng ta khẳng định rằng kênh YouTube của Lộc là cả sự tâm huyết của Lộc và công sức của Lộc trong đó. Vì vậy, không có lý do nào mà người khác có thể giành cái kênh đó và trở thành chủ sở hữu kênh đó được. Duy nhất chỉ có Lộc mới trở thành chủ sở hữu kênh YouTube đó. Và nếu như Lộc không muốn làm kênh đó nữa, Lộc hoàn toàn có thể bỏ cái kênh đó, không cần phải để ý đến một cá nhân khác. Đó là những lời mà Phúc nghĩ là các bạn phải nên nhớ và lưu ý. Và một điều mà Phúc khuyên các bạn là nếu như những bạn nào đang làm YouTube đó, thì các bạn phải tìm hiểu kỹ đối tác của mình, đọc kỹ hợp đồng và bên cạnh đó các bạn phải hiểu rõ về YouTube cái đã. Một miếng bánh ngon không bao giờ có câu chuyện là người khác cho bạn nguyên cái bánh đâu. Người ta sẽ mổ xẻ cái bánh của bạn. Và lợi nhuận trên YouTube rất là cao, nếu như bạn có đầu tư thì người ta cũng sẽ nhào vào ăn thôi các bạn. Và cuối cùng video này, một lời nhắn nhủ đến anh chủ nhà. Pháp lý thì Phúc cũng đã phân tích sơ bộ cho mọi người hiểu rồi. Và Phúc vẫn còn giữ trong tay rất là nhiều cái chứng cứ và pháp lý khác. Do đó là thông qua video này, Phúc nghĩ rằng anh chủ nhà và Lộc nên chấm dứt hợp đồng hợp tác này trên một cái phương diện là anh em vui vẻ với nhau, và Lộc sẽ là chủ sở hữu của kênh này và anh chủ nhà sẽ được hưởng lại những cái phần trăm, những cái lợi ích mà những video trước đây mà Lộc đã làm với anh chủ nhà, và Lộc sẽ hoạch toán với anh chủ nhà thông qua những video đó. Và Phúc nghĩ nha, nếu mà khi mà Lộc làm lại cái YouTube mà bằng chính cái kênh này thì những video đó chúng ta nên xóa bỏ hoàn toàn để mà không có sự dính líu và ràng buộc với anh chủ nhà nữa. Và nếu như mà anh chủ nhà thật sự là một người mà có tình có nghĩa thì đây là một giải pháp mà anh chủ nhà nên suy nghĩ. Video này Phúc không mong muốn là mọi người sẽ subscribe cho Phúc đâu. Phúc hy vọng rằng mọi người sẽ like và chia sẻ để video này xem như là một cái bài học, một cái lời cảnh báo và mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, và sẽ không có bất kỳ kênh YouTube nào phân tích vấn đề này một cách gọi là qua loa bú phê mà không có tâm nữa các bạn. Cảm ơn các bạn.